Anh muốn cầm gì? Tôi muốn cầm cái Tết. Cái Tết của anh có đẹp, có vui, có hạnh phúc không? Vui chứ, hạnh phúc lắm. Lúc còn nhỏ tôi nhớ những ngày này nè, ông bà, ba mẹ, cô dì, chú bác tụ lại với nhau, quay quần bên cái nồi bánh chưng, cùng nhau đón giao thừa. Đến mùng 1 á, thì tụi tôi được thay đồ mới, rồi còn được lì xì nữa. Đối với tôi thì trong một năm không có cái ngày nào hạnh phúc và vui vẻ bằng những ngày Tết hết. Nếu như cái Tết của anh vui tới vậy, sao năm nay anh không về đón Tết cùng với gia đình mà phải tới đây để cầm nó? Tại vì tôi đã lớn rồi. Cái Tết của tôi nó không còn được vui vẻ như lúc trước nữa, mà nó nhiều áp lực lắm. Tôi không có tiền bạc để trang trải cho những ngày này, nên năm nay tôi quyết định sẽ ở lại Sài Gòn và tiếp tục đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Chừng nào tôi có tiền tôi sẽ quay về chuộc lại. Thôi được rồi, tôi sẽ cầm nó cho anh. Nhưng tôi muốn nhắc anh một điều. Anh có thể đón Tết được rất nhiều lần, hoặc có thể chuộc nó. Nhưng cái Tết của cha mẹ và người thân anh thì không chắc được nhiều lần nữa đâu.